Các nhà nghiên cứu ước tính có 60 triệu con cá băng đang lượn lờ ở một vùng đại dương của Nam Cực. Câu lạc bộ nóng nhất của Nam Cực nằm trên tầng của biển Weddell, nơi tất cả những con cá băng mát mẻ thường lui tới. Khoảng 60 triệu trong số đó, và họ ở đó vì một lý do cơ bản: tạo ra nhiều cá băng hơn. Viện Alfred Wegener AWI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Địa cực Helmholtz ở Đức đã công bố việc phát hiện ra khu vực sinh sản cá lớn nhất thế giới được biết đến trong một tuyên bố hôm thứ Năm. Một nhóm trên tàu nghiên cứu Polarstern đã tìm thấy đàn cá băng khổng lồ sinh sản trong khi khảo sát đáy biển bằng hệ thống camera vào tháng 2 năm 2021. Đoạn phim Polarstern cho thấy tổ của cá băng Neopictosis Ayaner rộng dường như vô tận. AWI đã mô tả cảm giác phấn khích ngày càng tăng và cuối cùng là sự hoài nghi khi những chiếc tổ liên tục xuất hiện. Các nhà nghiên cứu đã tính toán một khu vực rộng 93 dặm vuông, 240 km vuông và dân số ước tính khoảng 60 triệu con cá. Nhóm nghiên cứu đã công bố phát hiện của mình trên tạp chí Current Biology trong tuần này, mô tả thuộc địa này có mức độ chưa từng có trên toàn cầu. Nhà sinh vật học Orton Purser của AWI, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết ý tưởng cho rằng một khu vực sinh sản khổng lồ của cá băng ở biển Weddell trước đây chưa được phát hiện là hoàn toàn hấp dẫn. Mỗi ổ có thể chứa 1.500 đến 2.500 trứng do một con cá trưởng thành canh giữ. Hình ảnh và video từ đáy biển cho thấy những tổ tròn đặc biệt với sự tham gia của những người giám hộ của chúng. Sử dụng dữ liệu từ các thiết bị theo dõi, các nhà nghiên cứu phát hiện đàn cá băng cũng là một điểm đến phổ biến cho những con hải cẩu có khả năng làm đồ ăn nhẹ của cư dân. Các nhà nghiên cứu đang thúc giục thành lập một khu bảo tồn biển khu vực ở Nam Cực để ngăn chặn việc đánh bắt cá hoặc nghiên cứu xâm lấn và bảo tồn môi trường sống đặc biệt. Giám đốc AWI Antia Bosius, người không trực tiếp tham gia nghiên cứu, cho biết cho đến nay, sự xa xôi và điều kiện băng biển khó khăn của khu vực cực nam của biển Weddell này đã bảo vệ khu vực này. Nhưng với áp lực ngày càng tăng lên đại dương và các vùng cực, chúng ta nên có nhiều tham vọng hơn với việc bảo tồn biển. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.